Hi, xin chào anh em và chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của Tinh Tế và mình là Khang. Trước mặt mình đây đang là một chiếc chân máy có phần chân là full carbon 10 lớp. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về cái chiếc chân này và cùng vào video thôi. Nói thì sợ anh em cười chứ đây là cái chân carbon đầu tiên mà mình được sở hữu. Mình có chiếc máy ảnh đầu tiên vào khoảng năm 2008. Lúc đó mình rất là hào hứng, mình xem những cái bài hướng dẫn ở trên Tinh Tế của anh Tuấn Lion, của Hà Photo, của RK, và lúc đó mình rất là thích chụp ảnh. Những anh em này họ nói rất nhiều về chân máy, về những cách sáng tạo ảnh cùng với chân máy, và lúc đó phải có một cái chân máy thì mới làm được. Thì mình không hề có và lúc đó mình khá là thiếu thốn. Thì tới tận bây giờ mình mới có một cái chiếc chân máy nó khá là đàng hoàng, cho nên mình có rất nhiều cảm xúc với nó. Trước khi mà đi sâu vào cấu hình và nó làm được cái gì và tại sao mình mua nó, thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem là khi mình mua chiếc chân này nó là có những cái gì ở bên trong hộp và chúng ta sẽ có những phụ kiện gì ha. Thì đi chung với chiếc chân LS255C này, chúng ta sẽ có một cái túi khá là nhỏ gọn như thế này. Nhưng mà mình chắc sẽ không sử dụng cái túi này. Chúng ta trang bị thêm một cái túi như thế này nữa thì sẽ làm thứ nhất là tăng kích thước, thứ hai là tăng trọng lượng. Và đây là một chân theo mình là rất là bền bỉ, cho nên cũng không cần phải có một cái gì đó để bảo vệ nó. Bên trong chúng ta sẽ có một cái ngăn kéo để chứa những cái phụ kiện. Đầu tiên là một cái thanh nối dài để có thể tăng chiều cao của cái chân. Thông số kỹ thuật của cái chân này là cao tối đa 1,79m. Thì phải có thêm cái trục này, nó tầm đâu đó khoảng 30cm thì nó mới đạt được cái độ cao đó. Cho nên là khi tháo hết những khớp ra và nâng cao tối đa thì nó khoảng đâu đó tầm 1,5m, 1,6m gì đó thôi. Nhưng mà nó cũng đủ đáp ứng cái nhu cầu của mình rồi. Ok, mình bỏ cái này qua một bên ha. Cái này cũng được làm bằng carbon luôn nha anh em. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có một cái túi gồm rất là nhiều phụ kiện bên trong. Mình sẽ lấy ra. Đầu tiên chúng ta sẽ có ba cái tripod foot. Cái dạng này là dạng đinh nhọn anh em ha. Nó sẽ sử dụng trong những môi trường như là đá, như là ngoài mặt đất, như là những cái chỗ mà cứng và nó không phù hợp với đầu cao su ở đây. Anh em đừng có lo mà làm mất những cái này ha. Tại vì những cái chân tripod foot như thế này nó bán rất nhiều trên thị trường, và chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy với cái mức giá nó rất là phải chăng. Tiếp theo là những cái sách hướng dẫn. Ok, mình sẽ không động tới những sách này tại vì mình cũng không cần thiết lắm. Đây là một cái đồ treo. Có nghĩa là anh em có thể gắn một cái móc này lên phía dưới chân máy ở đây để mà có thể treo những cái cục tạ, treo những cái gì đó làm nó không bị rung rinh, nó không bị gió thổi để mà ngã cái chân của anh em. Thí dụ thường thường mình sẽ treo ba lô đó, và đó là cái dễ dàng nhất. Bên cạnh đó là họ tặng cho mình một số cái tool. Mình thấy ở đây là mình có khoảng 3 cái tool. Tool lục giác nha anh em. Ba cái tool này ứng với ba kích cỡ ốc lục giác nằm trên cái chân và anh em có thể tùy chỉnh. Ngoài ra họ còn tặng cho một cái móc khóa đa năng, một cái phụ kiện cũng khá là hay ha. Nó sẽ tích hợp cả ba tool vào đây luôn. Cái tool lục giác nè, hai tool lục giác nè, ba tool lục giác nè, đó, nó tích hợp vào đây và nó trở thành một móc khóa nên có thể treo chìa khóa xe hơi, có thể bật nắp bia đổ này nữa nè, cũng hay. Và một cái đầu để mà dặn ốc chân máy đó, mình nghĩ là chắc là mình sẽ không dùng đến tại vì nó hơi to và cái màu nâu nó cũng không hợp với cái thẩm mỹ của mình lắm. Rồi, thì cơ bản là chúng ta sẽ có những cái phụ kiện như thế này. Và mình sẽ bỏ nó qua một bên để mà tiếp tục nói về nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Trước khi mà nói về phần cấu hình thì mình sẽ chia sẻ một chút xíu là lý do vì sao mình chọn Leo Photo. Đầu tiên là do Leo Photo nó tạo cho mình khá là nhiều cảm tình. Mình đang sử dụng khá là nhiều cái đầu head của Leo Photo ở bên studio của mình. Nó cho mình những cái trải nghiệm chụp sản phẩm rất là tuyệt vời. Nếu như anh em có theo dõi những người chụp sản phẩm bình dân giống như mình, thì vào những năm 2015, 2016, 2017 thì chúng ta sử dụng những cái đầu three-way, những cái đầu mà có thể chỉnh ba trục được á, nó khá là phổ biến và giá thành nó rất là hợp lý. Và lúc đó thì mình thấy anh em sử dụng những cái đầu Benro rất là nhiều, giá hợp lý nhưng mà chức năng rất là tốt, mà mắc tiền hơn chút xíu, ngon hơn xíu là có Manfrotto. Lúc đó nó rất là nổi tiếng và chúng ta sử dụng rất nhiều. Và sau đó đến năm khoảng 2019 á, thì mình mới tìm hiểu và biết về Leo Photo, và mình sử dụng những cái đầu hit của họ, nó rất tốt
nhỏ gọn, full kim loại và nó cho cái trải nghiệm chỉnh rất là đã. Và những cái đầu đó thì mình vẫn đang sử dụng ở bên studio của mình, cho nên mình có cảm tình rất lớn với Lens Photo. Cái thứ hai là mình sử dụng Manfrotto nhiều rồi, mình sử dụng Benro nhiều rồi và nó không cho mình quá nhiều cảm xúc. Manfrotto thì mình bị hai cái là cái chân nó bị hư, mặc dù cái chân rất là mắc tiền, tầm khoảng 6-7 triệu gì đó, và đầu hit luôn thì tầm 10 triệu, nhưng mà nó không cho mình cái trải nghiệm tốt. Cái thứ hai là Benro. Benro thì mình sử dụng những cái chân nhôm và mình thích những cái chân nhôm của họ hơn, và nó có giá tiền rẻ nè, cứng cáp nè và sử dụng khá là bền. Còn chân carbon thì mình thấy họ có ít dòng sản phẩm và những cái dòng sản phẩm của họ không đem lại quá nhiều cảm xúc cho mình. Mình cũng chưa có cơ hội để trải nghiệm những cái dòng sản phẩm cao cấp carbon của Benro. Và cho nên mình đi đến quyết định là lấy một cái chiếc chân máy của Lofoto full carbon 10 lớp ba cái chân. Và hơn nữa thì theo mình thấy Lofoto là một cái hãng họ rất là chịu lắng nghe người dùng, họ nghiên cứu thị trường rất là kỹ và họ đã update những cái chân máy của họ thành chân carbon đã từ rất là lâu rồi. Cho nên là mình cũng có một lý do nữa để mà chọn Lofoto, để mà chọn một cái hãng họ đã có kinh nghiệm rất là lâu và họ có cái dây chuyền cũng như là những cái công nghệ cho những cái chiếc chân carbon như thế này. Ok, thì về phần cấu hình đó, thì có thể kể đến như các chiều cao tối đa cái chiếc chân này có thể đạt được là 1,79m, nhưng mà nó phải có cái phần nối dài nha anh em. Nếu mà anh em không sử dụng cái phần nối dài và gỡ hết những cái khớp này ra thì nó sẽ cao khoảng tầm 1m6 thôi. Và lúc đầu mới mua về mình cũng khá là hụt hẫng về cái điều đó, họ không nói rõ ở trên web, cũng không nói rõ ở trong những cái web bán hàng. Và khi về thì mình trải nghiệm thử, thì mình mở ra, thì mình nghiên cứu xong thì mới biết tới cái điều đó. Nhưng nó cũng không phải là vấn đề đối với mình, một khoảng 1m6, 1m7 thì cũng đã đủ để đáp ứng cái nhu cầu của mình rồi. Thì nó cỡ ngang ngang cái tầm mắt của mình là ok rồi. Rồi cái thứ hai là cái chiều cao tối thiểu mà có thể đặt xuống sát mặt đất là 14,5cm. Đây sẽ phục vụ cho những shot mà anh em cần chụp thấp cây, cỏ, rong rêu hoặc là chụp mặt nước ở dưới suối rồi này kia thì nó cũng có thể đáp ứng được. Và khi anh em gấp gọn lại như thế này và để mang đi du lịch thì nó sẽ có cái chiều cao là 52cm. Nói về tải trọng, cái chân này cùng với cái đầu head này nó có thể tải được 8kg và trọng lượng của chiếc chân không sẽ là 1.26kg. Và cái đầu head LH30 này nó sẽ có trọng lượng là khoảng 300g. Tổng lại thì nó sẽ nặng khoảng 1,5kg. Đó, và đây là cái trọng lượng mà mình thấy khá là ok để mà mang vác đi mọi nơi cũng như là mang nó theo bên người mà mình có một trọng lượng khá là tối ưu. Nhưng mà mình có một cái kế hoạch khác là mình sẽ không sử dụng cái đầu bôn này, nó khá nặng. Mình sẽ tìm một cái đầu bôn nhỏ hơn, có cái trọng lượng nhẹ hơn và cái nhu cầu của mình thì mình nghĩ nó phải khoảng tầm 100g là vừa. Tại vì mình không bao giờ sử dụng những cái chiếc máy rất to, những chiếc máy cồng kềnh cho cái chân này. Mặc dù nó có cái tải trọng khá là lớn, 8kg đó, nhưng mà mình sẽ sử dụng giống như những cái chiếc Leica như thế này, hoặc là những cái chiếc máy giống như Sony A74 cùng với những cái chiếc lens rất là nhẹ của họ, nó rơi vào khoảng tầm mấy trăm gram thôi, không được 1kg luôn. Cho nên là mình sẽ tìm một cái đầu bôn nhỏ hơn, nhẹ hơn thì nó sẽ tối ưu hơn cho cái combo này. Thì về mặt chất liệu, cái chân này được làm bằng full carbon 10 lớp ở phần chân ha, và còn lại chúng ta sẽ được làm bằng nhôm T6. Khi anh em mua chính hãng của Lofoto Việt Nam thì chúng ta sẽ có một cái phần tay cao su như thế này nữa, nhưng mà mình không thích cái tay cao su này nên là mình sẽ cắt ra bỏ qua bên. Em có thể thấy là chúng ta sẽ có một cái chân full màu đen như thế này, carbon rất đẹp. Nói thêm một chút xíu về cái phần thiết kế, và cũng có một cái lý do nhỏ để mà mình chọn nó là vì nó không có thanh ở giữa đây. Mặc dù nó sẽ hơi bất tiện trong việc là nâng lên hạ xuống nhanh, nhưng nó sẽ làm cho mình có cảm giác sử dụng thoải mái hơn. Và đặc biệt là khi mình gấp cái chiếc chân lại như này, nó sẽ không đụng vào tay của mình, nó sẽ không làm kẹt tay của mình ở đây. Đó, và đặc biệt là nó cũng không làm chày những cái thành phần carbon ở phía những cái chân này. Đó, và đây là một cái điều mình khá thích. Mặc dù là chắc chắn là nó hơi gọi là bất tiện khi mà nâng cao hạ xuống, nhưng mà kinh nghiệm, cái trải nghiệm sử dụng những cái chân quay phim của mình cũng đã rất là nhiều, và cái việc đó không còn là một vấn đề với mình nữa. Thì ở cái phần khớp chúng ta sẽ có những nút kim loại như thế này để mà kéo ra và nâng hạ chân, nhưng mà mình sử dụng cách ngược lại, mình đưa ngón tay vào phía bên trong, mình đẩy ra như thế này, đẩy cái chân lên. Đó, và mình thấy cái cách này nó nhanh hơn cũng như là nó gọn cái tay mình hơn, thay vì là phải kéo cái miếng bên ngoài ra. Đây là cái lúc mà nó đã hạ xuống hết.
anh em có thể thấy rất là thấp ha. Rồi chúng ta sẽ nâng cao nó lên để xem nó như thế nào. Đây, cái thiết kế khóa vòng như thế này rất là tiện anh em ha. Đây, kéo ra, vặn từng vòng lại. Ok, thì đây là cái chiều cao khi mà chúng ta tháo hết những khớp ra và nâng cao lên nhất. Anh em có thể thấy là mình cao 1m7 thì cái lay cao này khoảng 10cm, anh em có thể thấy. Khi mà mình trải nghiệm sản phẩm này, mình khui hộp ra, mình dùng thử, mình quay thử thì mình rất là thích. Cảm giác đầu tiên của mình là nhẹ, nhẹ tơn luôn, cầm trên tay giống như là mình đang cầm một cái cục tạ 1kg vậy. Hoặc là mình đang cầm một cái máy ảnh rất là nhẹ. Và cái thứ hai là mình nhìn sâu vào những cái chi tiết, những cái khớp nè, những phần nhôm màu xám nè, những cái núm vặn nè, phải nói là rất là đẹp. Và mình thường nói với mọi người là mình rất thích kim loại. Mọi người không hiểu mình thích kim loại là sao, mình thích những cái như vậy. Đó là những cái rất là thu hút mình. Ok, mỗi chiếc chân carbon khá là đơn giản ha, với mức giá là tầm 6.625.000 và được bảo hành 6 năm tại thị trường Việt Nam. Mình rất là hài lòng, và khi sử dụng nhanh và quay thử một clip thì nó cho mình những cái trải nghiệm. Đầu tiên là gọn nhẹ nè, mang ra cất giữ rất là thuận tiện luôn. Rồi những cái chi tiết rất là đã, và anh em có thể thấy độ sắc sảo của những cái chi tiết nhỏ màu xám ở đây, nó rất là thu hút mình. Để sở hữu một cái chiếc chân carbon như này là một cái mơ ước của mình, cá nhân mình từ rất là lâu rồi, và hiện tại mình đang rất hài lòng với nó. Rồi thì mình sẽ có những cái trải nghiệm sâu hơn để mà hiểu hơn về cái chân này, và sẽ có một cái bài trải nghiệm gửi tới anh em. Anh em thấy sao về sản phẩm này 6.625.000 thì nó có phải là một cái chân đáng mua hay không? Hãy cùng thảo luận với mình ở phần bình luận phía bên dưới. Và mình là Cáo, chuyên làm về camera và những thứ liên quan tới hình ảnh như tripod ở đây. Hãy theo dõi mình để có những cái bài viết hay hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.